Hello mọi người. Yeah. Vậy là chúng ta sẽ đến với những sản phẩm reaction ngày hôm nay. Hôm nay tớ sẽ post 3 cái video reaction lận. Cho nên mọi người nhớ xem. Nhưng mà xem thì nhớ bấm đăng ký kênh nghe. Tớ thấy nhiều người lăm 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 là quên không bấm vào đấy. Ok, chúng ta sẽ đến với XTC. Xích thêm chút, mọi người yêu cầu khá là nhiều. Reaction thôi, let's go. Ui dồi, thế sao đi mọi người, bỏ cái cái xích đu. Còn lập xin lỗi cái vô lăng đi cái. Đây, tớ bật nó ra tận đây rồi. Lại nào. Let's go. Tớ thích cái tiếng guitar điện này. Ecstasy à? Em ơi ta yêu như chỉ có đêm nay để yêu. Cho anh say mắt môi em lại có nhạc hay để chiều. Sâu trong tâm trí anh chỉ là. Sao đi mọi người, xin lỗi mọi người, tớ lại phát. Em ơi ta yêu như chỉ có đêm nay để yêu. Cho anh say mắt môi em lại. Cái từ từ cũng đoạn nó bị làm sao ta. Yêu như chỉ có đêm nay để yêu. Sao đi mọi người, nhớ lại này. Phát. Phát. Em ơi ta yêu như chỉ có đêm nay để yêu. Cho anh say mắt môi em lại có nhạc hay để chiều. Sâu trong tâm trí anh chỉ là nơi em thường tìm đến. Bây giờ ta bỏ nó xuống luôn. Ai cho em chút thơ ngọt ngào ấm trong từng hơi thở. Sẽ cho em giấc mơ như bình minh suốt tàn mây mờ. Yêu em như Red Bull và tìm để cho cùng chơi cơ. Yêu em như Red Bull. Hey girl, có thể bay bằng hai cách. Máy bay hoặc là máy bay, yeah. Chẳng cần cánh đâu anh là Superman, yeah, yeah. Chẳng phải người máy nhưng anh có Duracell, yeah, yeah. Em sexy girl bao anh xin chết. Anh chỉ có một trái tim xanh green hơn phải nói là tin đẹp. Xin đẹp. Oh, baby girl tonight you are my princess. Ghi tên em vào Guinness của anh nâng bàn tay của em để biết thời gian đang trôi qua rất nhanh. Hôn vào môi của em cho cảm xúc anh không mất phanh. Qua nửa đêm trời xa em mong anh không quên mất em. Quên làm sao lời ca long lanh trong đôi mắt xanh. Lối sống đẹp mình tripping, Volkswagen mình flipping. Let me see your Volkswagen. Grooving with grooving. Volkswagen mình flipping. Let me see your moving. Grooving with grooving. Anh ơi ta hãy yêu như chỉ có đêm nay để yêu. Tất lên. Cho anh say mắt môi, anh lại có nhạc hay để chill, yeah. Sâu trong tâm trí em chỉ là nơi anh thường tìm đến. Giờ ta vào trong giấc mơ, yeah. Ai cho em chút thân và cao ấm trong từng hơi thở. Chắc cho em giấc mơ như bình minh xưa ta mây mờ. Yêu anh như Red Bull, anh tìm em trong ly cùng Jager. Hey boy, hey yeah. Anh bước vô căn phòng điều đốt mọi vật xung quanh. Còn tim em nghe tiếng pháp của rượu champagne. Không một ai khiến em rõ rực như anh. Đặt vòng tay quen yêu này khẽ on from the back. Yêu là lạnh tệ. Lại hoodies và tầm tư jeans. Tóc messy môi Armani. Cho em lại gần một chút đi. The next chase of the sex game. Đông từ giả lên như là cá biệt. Giọng sexy quá. You are fantasy. Có một người anh ở Úc đã nói với anh là nếu tất cả mọi người trên thế giới đều chơi một viên kẹo vào cùng một thời điểm thì lúc ấy thế giới sẽ không còn biết được chiến tranh nữa. Anh nghĩ đấy là một trò đùa. Vãi đạn. MCK. MCK. Cause your pussy feels so good. Nó đã khiến anh rơi vào. Vậy định nghĩa là một trò chơi hay là cuộc chiến em khơi mào. Và em giấu đi mọi buồn đau ở sau lần mi. Đến khi nó phải nhạt đi và chẳng cần biết em đang cuộn quay ở nơi nào. Biết em đã ở. Em nhìn như Prada, em vẫn thấy em luôn cười Balenciaga, yeah. Anh đã lỡ thương người và anh chẳng cần nhiều lời nói. Chỉ quan tâm trái tim em còn tình yêu đậm sâu, yeah. Tao nhớ thật lâu, yeah. Trong club đèn màu, yeah. Let me see your moving, grooving with grooving.
Rất hay, XTC, xích thêm chút. Có những thứ gì thú vị nào? Cùng nói thôi, let's go. Trước khi đến phần này thì hy vọng mọi người vẫn tiếp tục nhớ rằng là sẽ cho tới một like nhé. Đầu tiên thì chúng ta thấy được những thứ gì thú vị. Đầu tiên là chúng ta thấy được sự kết hợp giữa Link, MCK và Groovy. Mỗi người con màu khác nhau, một cái sự xử lý khác nhau, nhưng bằng chung thì mỗi một mặt bằng chung thì mỗi một người sẽ có được cái kiểu màu khác nhau, cái kiểu vibe, cái kiểu tinh thần đưa vào nó khác nhau. Đầu tiên thì giọng của Groovy thì nó bụi bụi, nó ấm, nó trầm và nó đàn ông theo một cái dạng đó là trải đời. Groovy thì bạn này thì mình nghĩ là sắp xếp như là hợp lý, tại vì là cái sự chắc chắn của Groovy mở đầu nó sẽ làm chúng ta cảm nhận bài hát nó có định hình, nó có hình dạng hơn. Sau đó thì cái giọng sexy của Tlinh vào thì chúng ta thấy được cái màu sắc nó uyển chuyển một cách mượt mà thú vị. Trong khi đó thì với những cái tô điểm của MCK ở đoạn cuối nó rất là hợp lý để chúng ta thấy được. Bắt đầu tôi thấy được là mọi người cũng đã nhận ra được cái điểm khác biệt, kể cả trong viết lách và trong sáng tác của những cái thế hệ mới, các bạn viết nhạc mới và những người cũ. Đầu tiên các bạn thấy được sự can thiệp bởi những đoạn có tiếng Anh nó rất là nhiều. Tức là điều đó tốt ở một điểm gì? Tốt ở điểm là bây giờ nếu các bạn muốn nghe âm nhạc mới thì ít nhất nếu ai không biết tiếng Anh thì cũng phải tự tìm hiểu về tiếng Anh, những cái ngôn từ này nó có nghĩa là gì. Sex game, groovy, grooving hay là những cái điều này điều kia, thì nó giúp cho cái xã hội hoặc là nhận thức kiến thức nói chung là nó sẽ nâng tầm. Tiếng Anh mà, cho nên bây giờ ai làm nhạc thế hệ mới trẻ là phải biết tiếng Anh. Và đó là điều giúp cho không chỉ âm nhạc đâu mà cả đất nước phát triển, là điều rất là thích. Thứ hai là chúng ta thấy được cái sự chill chill ở trong cái âm nhạc này. Nó có thể đến từ nét văn hóa, nó có thể đến từ cái cách mà mọi người sinh hoạt, các bạn sinh hoạt với nhau. Thì đây là điều mà tớ thấy được rất rõ ràng nhất. Nhưng mà có một vài điều tớ nghĩ là nên cải thiện một chút, đặc biệt là verse của Groovy. Thì có vẻ như là Groovy thì cũng ít tham gia sản phẩm, ra sản phẩm. Cho nên bạn thì có vẻ như mắc một vài lỗi hơi nhỏ. Đầu tiên đó là... Tí có đêm nay được yêu. Thì cái phần chỉ có đêm nay được yêu nó bị vội ấy, tức là cái sample nó không đều. Ví dụ các bạn nghe nha, chỉ có là nó bị nhanh hơn bình thường này. Này, tắt từng tắt. Chỉ có đêm nay được yêu, phun đấy hơi nhanh lên một tí, đâm tớ nghe tớ hơi giật mình. Cho anh say mắt môi, em lại có nhạc hay để chiều. Cái giọng rất là đặc biệt. Đây là cái giọng mà nếu như cải thiện thêm một chút về thanh nhạc và quãng cao độ và khả năng xử lý vocal thêm ý, thì bạn ấy có lẽ là cũng đem lại được cho mình một cái thành tựu lớn đấy. Sâu trong tâm trí anh chính là nơi em thường tìm đến. Rồi tan vào trong. Nếu như thanh nhạc tốt thì cái câu lớn đến thì các ca sĩ họ sẽ xử lý khác. Mình nghĩ là nên một số người có kinh nghiệm hát và cái sử dụng giọng tốt, tức là có kinh nghiệm như là Tlinh, thì chúng ta nghe luyến sẽ khác, nhưng mà chúng ta sẽ nghe được cái sự hơi thô mộc của Groovy ở đây. Tức là ngay kết câu, xử lý câu của bạn ấy còn hơi yếu một chút, còn tổng thể lại cái giai điệu rất là thú vị này, viết rất là tốt nhá. Ai cho em chút thơ ngọt ngào ấm trong từng hơi thở, sẽ cho em giấc mơ như... Tớ thích cái beat này, nó khá là nick vocal và thứ hai là nó khá là cơ bản để mà nhường đất diễn cho các cái người viết lên trên, rất tốt. Của Fat Band và LT. Superman. Các bạn thấy không? Tức là các cái từ tiếng Việt và tiếng Anh sẽ được xen kẽ ngay cả cái verse của Tlinh. Nghe giọng thích nhở, nghe giọng đúng sexy luôn, đúng là sinh ra để hát này, để làm nghệ sĩ. Nếu mà các bạn để ý thêm thì các phần nhạc của các bạn ấy còn được bè nền ở phía dưới, nó khá là dày và thú vị. Các bạn nghe bản gốc bật to lên thì có hơn là nghe phần mình production.
mọi người trên thế giới đều chơi. Anh nghĩ đấy là một chơi hay là cuộc chiến em khơi mào, và em giấu đi mọi buồn đau ở sau làn mi đến khi ta phải. Đối với cái giọng, chất giọng gốc, cốt giọng của Linh với cả của Key thì MC Key thì mình nghĩ là đã quá quen thuộc rồi, chúng ta đã gần như là bị quen tai và cảm nhận cái tần số đấy nó đã rõ ràng hơn rồi, cho nên là chúng ta nghe nó sẽ thuận tai hơn. Chúng ta tới sẽ thử đánh xem cái bài này là giọng gì và nó như thế nào nhá. Đúng không? Kiểu như vậy, đấy là cái vòng hòa thanh mà chúng ta cũng nghe được một số cái các cái ca khúc mà của US UK, cái mix mới và cái vòng hòa thanh mới, nó làm ra một cái giai điệu cũng khá là mới lạ và thú vị, nó không còn bị gó buộc nữa, và đây là một cái nét rất là mới trong âm nhạc của các bạn phát triển âm nhạc mới này, rất thú vị. Và cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi phần reaction này của Virus với Six Ten Foot, và đừng quên là bỏ lại một like, comment và share, và nhớ ấn đăng ký kênh nhé. Một bài hát mà có lẽ rằng là tớ nghĩ là phù hợp với lứa các bạn trẻ nhiều hơn đó. Rất thú vị ha.